Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là một trong những địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn với hơn 2.300 chiếc. Chuyến mở biển đầu năm, ngư dân Hoài Nhơn thường đánh bắt xuyên Tết Nguyên đán. Đây là một tập quán được ngư dân Hoài Nhơn duy trì từ nhiều năm nay. Bắt đầu từ khoảng 20 tháng Chạp, sau gần 10 tháng đánh bắt trên biển, hiện nay là cao điểm các tàu cập cảng, mang theo lộc biển đầu năm Giáp Thìn. Chung năm đầu tiên ở Giáp Thìn là đánh bắt là cũng theo như bản thân, nghĩa là cũng đạt tiêu chuẩn hơn các mọi năm khác. Cũng rất vui, nói chung chuyến biển đầu năm thì anh em cũng kiếm được tiền 9-10 triệu, còn riêng về bờ tiền riêng bầu gỗ của anh em thì thêm nữa. Không ăn Tết ở bờ thì phải trên mười mấy năm rồi. Năm nào tôi cũng ở ngoài biển Tết hết đó. Chứ không có mùa xuân ở trong bờ. Vì cái ngành nghề của mình phải chấp nhận, mình đi làm. Để thứ nhất là giữ biển đảo, thứ hai nữa để mình lấy cái nguồn thu nhập kinh tế cho gia đình, lo cho vợ cho con. Dịp Tết Giáp Thìn 2024, toàn thị xã có 800 tàu đánh bắt xuyên Tết. Năm nay thời tiết thuận lợi, biển êm, đa số tàu cá của ngư dân Hoài Nhơn đều có lộc biển. Sau gần một tháng đánh bắt, trung bình mỗi tàu đánh bắt được từ 2 đến 2,5 tấn cá ngừ đại dương. Riêng năm nay là cái đậu chào mà đi đánh Tết nó tăng lên. Trước đây thì khoảng 400-500 chiếc, thì năm nay thì gần 800 chiếc. Cái sản lượng mà khai thác đánh bắt trên biển thì trung bình là đạt từ 2 đến 2 tấn rưỡi cho một tàu. Như vậy thì cái số mà sản lượng trong cái dịp Tết này là đạt 1.600 tấn. Và giá cả thì trong năm nay thì nó cũng như các năm ngoái, thì nó tầm của bình quân là 100.000 đồng trên cho một ký cá ngừ đại dương. Thì nhân dân thì rất là vui mừng và rất là phấn khởi trong cái dịp ngành là đi nghĩa là đánh bắt trên biển, vừa ăn Tết trên biển, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo và vừa thu lại cái hiệu quả kinh tế cho gia đình và cá nhân. Để động viên ngư dân bám biển, bám ngư trường, chính quyền địa phương đã kịp thời gặp mặt và tặng quà Tết cho ngư dân. Niềm vui được lộc biển đầu năm và được chính quyền chia sẻ, đồng hành là động lực để ngư dân an tâm bám biển, bám ngư trường. Từ đó ngư dân Hoài Nhơn làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước. Trong cái chuyến biển đầu tiên này là khi mà về đó thì hầu như tất cả các xã phường ven biển là đều có một cái buổi gặp mặt, nghĩa là toàn thể, nghĩa là tàu chủ tàu, thuyền trưởng, máy trưởng và ngư dân để gặp mặt, nghĩa là để động viên an ủi, đồng thời nghĩa là tuyên truyền cái luật thủy sản cũng như là cái chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ và các cái nghị định liên quan về đánh bắt thủy sản, chống khai thác IOU. Và ở Hoài Nhơn thì năm nào thì khi các tàu về thì lãnh đạo đều xuống để thăm, để tặng quà, động viên an ủi và cũng như là phát động cái lễ ra quân, nghĩa là để đánh bắt nghĩa là thủy sản để đạt trong năm, đồng thời bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như là chấp hành tốt cái luật thủy sản cũng như là cái chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ. Niềm vui có lộc biển báo hiệu một năm mưa thuận gió hòa, không chỉ mang lại niềm vui cho ngư dân, lộc biển đầu năm còn tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động trên bờ làm các dịch vụ hậu cần nghề cá. Từ đó góp phần đổi thay diện mạo đô thị ven biển Hoài Nhơn. Chất lượng đời sống của bà con ngư dân ngày càng được nâng cao, ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.